Vũ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay 12 tháng 4 năm 2018, tôi có thể lần đi trân trọng giới thiệu hai tuyệt phẩm bằng gỗ hương Lan Phi, đôi lọ Lộc Bình có đồng kích thước là cao 1m8 và một đôi kính to hơn một chút và đôi là nhỏ hơn một chút. Đôi phía bên tay trái màn hình quý vị đang xem đây là kích thước 1m8 và đường kính 56 phân, và đôi phía bên tay phải đây là cao 1m8 và đường kính 51 phân. Và hai đôi lọ Lộc Bình này được Bộ Gỗ Thành Luân tôi vừa hoàn thiện xong phần cuối cùng và cũng là đôi lọ hàng cửa của Thành Luân tôi, để tuyển chọn được những đôi lọ đẳng cấp và đỉnh cao không tì vết và chọn vân đẳng cấp như này thì là trong một quá trình chúng tôi là phải tiện hàng được khoảng vài chục đôi lọ mới chọn ra được một hai đôi đẳng cấp và đẹp như này. Và hai đôi lọ đang được trưng bày tại cơ sở 1 của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi và đang chờ đón quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu các đôi lọ đỉnh cao đẳng cấp này. Liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi trên hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888. Ở phía trong kia chúng tôi có đôi 2m thì chúng tôi đã bọc hàng để bán, để chuẩn bị đi đưa hàng cho khách hàng ở tận Bình Phước, anh chị Thảo ở Bình Phước, Phước Bình, Bình Phước. Và ngoài hai đôi này ra, Thành Luân chúng tôi vẫn còn rất nhiều các đôi khác. Quý khách có nhu cầu có thể về trực tiếp cơ sở rồi để chiêm ngưỡng. Và thực sự hai đôi lọ này cũng chưa có chủ nhân. Khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi. Và bây giờ Thành Luân sẽ cùng với quý khách đi vào đường nét chi tiết của hai đôi lọ này. Chúng tôi sẽ đi xung quanh một vòng. Đây là đôi lọ không tì vết và vân gỗ tuyệt vời luôn. Kích thước là đường kính 56 và đường kính 51. Và đôi đường kính 51 này trông cũng rất chi là thon gọn, rất chi là đẹp. Và cái những người thợ của chúng tôi là tiện cho đôi nọ là tuyệt đỉnh luôn. Vân gỗ tứ bề, tứ bề đều có vân rất chi là đẹp. Và từ đầu năm giờ thì chúng tôi cũng có ra mắt rất nhiều các đôi nọ đẹp đỉnh cao. Tiếp tục là ngày 12 tháng 4 2018, chúng tôi tiếp tục xong hai đôi đẳng cấp cao 1m8 rất đẹp luôn. Bởi vì phía trong kia là hơi cháy sáng nhưng mà chúng tôi không quay được chi tiết. Nếu quý khách nào có thể về cơ sở chúng tôi để chiêm ngưỡng thì có thể thấy được đôi lọ này là không tì vết, đẹp từ đầu chi cuối, không dập đứt, không sâu xia. Để tuyển được một cây gỗ nó như này rất chi là hiếm. Thế nên chúng tôi phải tiện khoảng vài chục đôi thì mới chọn được ra một hai đôi đẹp như này. Thành Luân tôi là không có hàng chợ, không có hàng tự do, còn bên tôi chuyên làm hàng cửa. Đi ra quý vị đang xem tôi quay tại cơ sở 1 của Đồ Gỗ Thành Luân, nằm tại đầu là Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi ở cạnh cây xăng, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên. Rất đẹp. Hôm nay 12 tháng 4 năm 2018, tôi là xong hai đôi lọ. Một đôi là cao 1m8 và đường kính 56 phân và một đôi cao 1m8 và đường kính 51 phân. Rất đẹp. Vân gỗ này. Vân gỗ quá đẹp luôn. Cả hai đôi vân rất đẹp. Khách bởi vì các cái hàng cửa này nó là số lượng rất ít, không có nhiều. Cho nên là quý khách nào muốn sở hữu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp Thành Luân tôi theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888. Xin trân trọng cảm ơn và xin chào các bạn quý khách trong những video clip sau.